Xin chào tất cả anh chị. Một trong những nội dung rất là quan trọng và cũng rất là thú vị, cũng có nhiều người hỏi tôi, và chắc chắn là trong đầu các anh chị cũng đang hỏi, đấy là làm thế nào để tôi có thể tạo ra được những nội dung có khả năng viral, tiếng Anh là viral, tiếng Việt là lan truyền như virus, có hàng trăm đến hàng nghìn chia sẻ. Làm thế nào tôi có thể tạo ra được? Đấy là một câu hỏi khó. Bạn viết một cái status Facebook có khi cũng vài chục like, nhiều là 100 like, 200 like cũng là tốt rồi. Vài người share, thậm chí cũng chẳng ai share bao giờ cả. Nhưng bây giờ bạn lại cần ra đặt mục tiêu là làm thế nào em có 100 share, làm thế nào em có 500 share hay thậm chí là 1.000 share. Ok? Về mặt lý thuyết, chúng ta hoàn toàn có thể làm được điều đó sau khi các bạn sẽ xem cái video bài học này. Đấy. Tất nhiên tôi không cam kết là tất cả các bạn sẽ làm được, nhưng mà đây là những gợi ý, đây là những bí quyết rất là tinh tế mà tôi đã sưu tầm, đã nghiên cứu và đã trải nghiệm để hướng dẫn cho các anh chị và các bạn bài này. Ok. Vậy bài học này chính là gì? Là những gợi ý quan trọng, bí quyết để tạo ra một content có khả năng viral, hay là cách thức để tạo ra viral content, tức là những nội dung có khả năng lan truyền như virus. Ok. Rồi, đầu tiên là content viral là gì, hay là viral content là gì? Thì các bạn search Google cái từ khóa này. Content là nội dung, chúng ta biết rồi. Viral là lan truyền. Chúng ta tạo những nội dung có khả năng lan truyền rộng như một dạng virus, và nó gây ra cái sự nhức nhối, gây ra những cái việc mà chia sẻ với cái số lượng rất là lớn, đúng không? Nó có thể là một nội dung rất là hay, rất là hấp dẫn, rất là tình cảm, rất là triết lý. Nó cũng là một cái nội dung rất là nực cười, cũng là một nội dung rất là hài hước, hoặc là những nội dung mà người ta cảm thấy rất đau đớn. Kể cả một cái vụ việc xấu xa chẳng hạn, người ta mà bị bóc phốt cũng có thể có hàng nghìn share. Chẳng hạn như là chuyện gạ tình, hay là chuyện một cái doanh nhân hay một cái CEO buôn gian bán lận, người ta cũng có thể chia sẻ những câu chuyện như vậy. Hay là đánh ghen, hay là một cái case study nào đấy trên thực tế là có thể có vài trăm đến cả nghìn share ngay. Đấy. Ok, như vậy chúng ta đã hiểu là viral content là gì và content viral là gì rồi. Ok. Bây giờ câu hỏi thứ hai là gì? Chúng ta sẽ làm content viral như thế nào? Như thế nào để chúng ta có thể tạo ra được một nội dung có khả năng lan truyền mạnh ở trên mạng Internet hiện nay? Thì chúng ta sẽ đi tìm kiếm những yếu tố như sau. Đó là phải shock độc lạ. Shock độc lạ nhá. Chúng ta phải trả lời trong câu hỏi này. Thế nào là shock? Thế nào là độc? Thế nào là lạ? Đấy. Nội dung của chúng ta phải thật sự là chi tiết, thật sự là tỉ mỉ, thật sự là công phu. Ví dụ như là các bạn có thể liệt kê ra là theo danh sách là 100 cái tuyệt chiêu gì đấy, 50 cái cuốn sách gì đấy, 70 cái phần mềm gì đấy, đúng không ạ? Những cái nội dung rất là chi tiết, hướng dẫn rất chi tiết, rất bài bản, rất công phu. Những cái nội dung mà nó dạng là nội dung dài và công phu, làm ra nó rất công phu, được chưa? Nội dung phải đăng đúng thời điểm mà mạng xã hội đang rất là quan tâm đến chủ đề đó. Cái này nó quay lại với cái gọi là đúng người, đúng thời điểm, đúng không? Rồi, đúng trend, đúng không? Bắt được cái xu hướng. Ví dụ như là bây giờ đang hot là ly hôn nghìn tỷ, đúng không ạ? Đang hot là thượng đỉnh, rồi thì đang hot cái chuyện là sao này sao kia, rồi vụ này vụ kia, thì mình phải té nước theo mưa. Mình phải làm cái nội dung đăng vào cái thời điểm đấy. Tất nhiên là kèm theo những cái bài viết, những cái nội dung phân tích rất là chi tiết tỉ mỉ, có giá trị như tôi vừa nói, được chưa? Nội dung phải có giá trị thực sự, giá trị cao, cung cấp nhiều thông tin độc đáo, hữu ích, độc quyền nhá. Tính mới lạ của thông tin là phải có. Đấy là những cái yếu tố. Chứ không phải viết cái nội dung chào các bạn, hôm nay tôi thế này, tôi thế kia, đăng cái hình lên là có 100.000 share đâu, không có đâu nhá. Đấy. Rồi thì chúng ta cũng phải đăng lên những cái group lớn, những cái group về mà chúng ta tham dự, đúng không? Có thể có vài chục ngàn, thậm chí vài trăm ngàn thành viên trên Facebook đấy, hoặc là những cái trang fanpage lớn, có thể có vài triệu đến cả chục triệu like cho một cái trang fanpage cộng đồng. Thế chúng ta đưa lên những group lớn, những cộng đồng lớn, những fanpage lớn thì có thể là cái nội dung đấy nó sẽ được lan tỏa, được chia sẻ nhanh hơn. Thế thì câu hỏi tiếp theo là gì? Vì sao người ta lại chia sẻ cái nội dung đấy? Vì sao người ta lại muốn nói về cái nội dung đấy? Bấm nút share, hay là đưa ra cái bình luận, hay là đưa ra cái status riêng của người ta?
thì chúng ta phải hiểu là gì? Cái nội dung đấy là người ta rất là quan tâm, người ta cảm thấy là rất bức xúc hay là rất yêu thích hay là rất khâm phục, đúng không? Những cảm xúc như vậy, nội dung đấy rất là chất lượng đấy. Và nội dung đấy là gì ạ? Tạo ra một cái trí tưởng tượng tốt, hoặc là không thể tưởng tượng được, hoặc là không thể tin nổi. Thực sự đấy, không thể tin nổi đấy. Rất đáng kinh ngạc, đúng không ạ? Rất cảm xúc và rất nhiều cảm xúc bên trong đó. Rồi thì người đọc phải cảm thấy mình ở trong đó. Ví dụ như một câu chuyện về mẹ chồng và nàng dâu đầy nước mắt, thì bất kỳ một người phụ nữ nào đi làm dâu, người ta cũng có thể sẽ thích thú cái câu chuyện đó, bởi vì người ta thấy người ta trong đó. Các bạn hiểu cái ý tôi muốn nói là thấy người ta ở trong đó nghĩa là gì, đúng không? Hay là câu chuyện nuôi con, người phụ nữ nào mà chẳng phải nuôi con. Rồi thì chồng đi ngoại tình hay là xích mích vợ chồng, người phụ nữ nào cũng có. Ý tôi là như vậy. Nhưng mà những nội dung mà được chủ đề được quan tâm lớn như vậy, nhưng mà phải cách khai thác là phải, như tôi nói là phải sắp độc lạ, phải chi tiết, phải công phu, phải tỉ mỉ, đúng không ạ? Phải khác biệt đấy, phải có thông tin hữu ích, phải có những tình tiết rất là cụ thể đấy, để cho người ta đồng cảm, hoặc là người ta yêu, hoặc người ta thích, hoặc người ta ghét, người ta không hài lòng với cái góc nhìn của tác giả, đúng không? Đấy, họ cực kỳ cảm ơn những cái thông tin hữu ích mà tác giả đã đưa cho họ trong cái bài viết đó, đúng không? Rồi cũng có thể là khiến cho người ta phải dừng lại đọc, suy nghĩ, chau mày cau có, cười tủm tỉm, thở dài, hay là nói bậy một câu, đọc đi đọc lại đấy. Thì đấy là những cái nội dung chắc chắn là có lượt chia sẻ tốt đấy. Thì tôi nói các anh chị nghe là như vậy, đúng không? Phải gây ấn tượng mạnh, đọc một cái cảm thấy thích luôn, thì đấy là cái mà nội dung mà rất có thể là sẽ có cái khả năng viral lớn. Vâng, những cái nội dung liên quan đến chính trị, tôn giáo, giới tính, sắc tộc cũng là một cái chủ đề mà có cái tính viral rất là mạnh, đúng không? Vâng, đấy. Thế thì chúng ta cũng có thể là gì, bắt theo trend cũng rất là tốt. Trend thì như là chúng ta dùng Google trend, tức là cái Google xu hướng, chúng ta sẽ biết được hiện nay, ngày hôm nay là dân tình đang tìm cái gì, và chúng ta cứ sản xuất nội dung theo như vậy, hoặc là chúng ta cứ bám theo khách hàng, bám theo cái phong cách của chúng ta, hoặc là chúng ta sẽ thể hiện cái phong cách đó một cách rất là sáng tạo, một cách rất là độc đáo, rất là hài hước, thậm chí rất là bậy bạ, đúng không ạ? Để chúng ta bắt trend, chúng ta nhái trend. Rồi thì làm thế nào để có thể có được cái lượt viral khủng khiếp đấy? Thì chúng ta có thể đăng cái bài viết đấy lên trên những group lớn, hoặc là những cái fanpage lớn để người ta chia sẻ, với điều kiện là phải trích nguồn, đúng không? Hoặc là thuê người nổi tiếng, hoặc nhờ người nổi tiếng chia sẻ PR, báo chí, truyền hình, hoặc là chúng ta sẽ ép xe, rồi thì khuyên khách hàng, gợi ý cho khách hàng và những người khác chia sẻ cái nội dung này. Ví dụ như hãy chia sẻ nội dung này để bảo vệ con bạn, hãy chia sẻ nội dung này để giúp gia đình bạn thế này kia, thì người ta sẽ rất là dễ kêu gọi share để cho công lý, hay là cho cộng đồng, hay là giúp đỡ người này người kia, thì rất là tốt, đúng không? Hoặc là tổ chức các cuộc thi share like để trao giải, hoặc là khôn khéo để mà đưa ra những cái chương trình gợi ý như vậy đó, thì kết hợp với những cái nội dung mà đánh vào những cái chủ đề hot, như là như tôi nói đấy, những cái chủ đề sốc sách xến, hay là những cái chủ đề về tình yêu, hôn nhân, giới tính, vân vân. Đấy là những cái chủ đề mà cũng rất là có thể là tạo được ra những cái nội dung có tính chất viral. Vậy thì các anh chị hãy suy nghĩ chủ đề gì, cách thức làm như nào tôi vừa đã gợi ý rồi, thì hãy cứ suy nghĩ mạnh dạn viết theo cái hướng như vậy, và rồi chúng ta viết, chúng ta sáng tạo bằng hình ảnh, bằng câu chuyện, có thể sẽ có vài chục xe, vài trăm xe, là dần dần đến vài nghìn xe là bình thường các bạn nhé. Vâng, ok, một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn rất nhiều, và rất hy vọng các anh chị và các bạn có thể tạo cho tôi những cái nội dung hàng chục đến hàng trăm, hàng nghìn xe. Và tôi khẳng định với các bạn rằng là tôi đã có trường hợp học viên của tôi học tôi là viết một cái bài mà có 50.000 xe, 50.000 chia sẻ đấy. Nội dung bài đấy tôi sẽ cho các bạn xem. Bây giờ các bạn tìm một cái bài viết, các bạn search lên Google tìm cái bài viết là tình cảm vợ chồng qua cách ăn miếng dưa hấu nhá. Tình cảm vợ chồng qua cách ăn miếng dưa hấu. Đây là một nội dung mà do một bạn học viên của tôi là bán hoa quả, bạn ấy viết sau khi học cái chương trình Facebook Marketing. Tôi có nói về việc làm content như thế, thì bạn ấy thấy hiểu là bạn ấy rất là có năng khiếu, nhưng mà trước đây bạn ấy không tập trung vào những cái dạng kiểu ngôn ngữ hay là cái kiểu chủ đề như thế. Thế về bạn ấy viết về cái tình yêu vợ chồng qua cách ăn miếng dưa hấu. Các bạn search Google là thấy đấy, bài đấy chia sẻ rất nhiều,
Hồi đấy bạn ấy cho tôi xem, tôi tương đối choáng, bởi vì tôi không nghĩ là thành công như vậy. Phải hơn 50.000 xe tại thời điểm đó, và báo chí rồi thì tất cả các cái trang cho phụ nữ hay là trang Eva hay kênh 14 đều chia sẻ lại cái bài viết đấy, rất là hay các bạn nhá. Ok rồi, các bạn đã hiểu rõ rồi chứ ạ? Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.